là bất gặp, lần thứ ánh sáng, hào quang của nó chiếu thẳng vào tôi, rung động. Tôi muốn có được nó, chỉ tiếc là sau này tôi nhận ra đó không phải là thứ ánh sáng tôi có thể chạm được, mà chỉ là hoài niệm. Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê mình nuôi cá và trồng thêm rau. Nếu bạn không cố gắng để có một cuộc sống tốt hơn ấy, vậy bạn ly biệt quê hương để làm gì? Đọc được câu này khiến mình phải suy nghĩ thật. Mình tự hỏi là vậy mình lên đường rời quê hương để làm gì? Khi mà mình ở xa thì chỉ muốn được về với bố mẹ thôi. Nhưng mà khi ở nhà quá lâu lại thấy là phải lên đường. Biết là sẽ có những lúc yếu lòng, vất vả, nhưng mà vẫn chấp nhận sẽ phải đi tiếp. Mình biết là mình lên đường để tiếp tục thực hiện đam mê, khát vọng được sống là chính mình của mình. Mình lên đường để phấn đấu, tạo dựng cho mình một sự nghiệp riêng, vừa là lo cho bản thân, vừa là để chăm lo cho gia đình của mình được tốt hơn. Mỗi lần lên đường ấy, mình vẫn chẳng vui. Nhưng lên đường là khoảnh khắc để mình được tiếp thêm động lực, để cố gắng hơn, nỗ lực hơn cho lần trở về tiếp đó. Khi mà nhìn lại, thì thật sự cũng phải cảm ơn những lần lên đường đó, đã giúp cho mình nhận ra tình cảm gia đình quan trọng như thế nào, giúp mình biết yêu thương gia đình của mình hơn, trân trọng những giây phút quý giá khi được trở về nhà. Hồi đó mình ôn thi đại học thì thầy mình nói là tụi em muốn là người có quyền lựa chọn hay là người bị chọn. Muốn bị chọn ấy thì bây giờ cứ chơi bời đi. Còn nếu muốn mình có nhiều sự lựa chọn hơn ấy thì học nhiều vào, đừng có để đến lúc có kết quả đại học rồi lại hối hận. Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy deadline. Em quên ăn quên uống quên cả việc trở lại tóc tai. Hay những đôi giày con góp chắc còn làm đâu em. Và tiền bao nhiêu cho đủ ai biết ngày sau em. Mắt em còn mỏi không ta chỉ nhìn màn hình. Những tối đi về đêm độc em thấy lòng mình làm chân. Ước mơ đều giống như một tòa tháp cao lớn và kiên cố. Muốn trở nên tòa tháp đó, chúng ta phải chấp nhận thử thách và leo lên đó bằng tất cả sức mạnh mà mình có. Nếu ai đó nói với tôi rằng tôi không thể làm được, thì tôi sẽ mỉm cười và tiếp tục làm công việc mà tôi đang làm. Bởi tôi tin rằng mỗi ngày tôi đều tiến bộ hơn, mỗi ngày lại gần hơn với đỉnh vinh quang. Hãy tự truyền thêm động lực cho chính bản thân mình. Bởi vì không cần biết kết quả sắp tới sẽ như thế nào, nhưng các con sẽ làm hết sức khả năng của mình. Cố gắng hết sức trong khả năng của mẹ chỉ để mình có nhiều sự lựa chọn hơn đối với cuộc đời mà mình mong muốn. Cuộc đời mình muốn là gì thì đó là việc của mình, và mẹ mình chưa bao giờ bắt là mình phải đi theo một cái kiểu cuộc đời nào ấy. Cả gia đình mình đã nuôi mình bằng tất cả sự yêu thương, sự hy vọng và cả ước mơ nữa. Nhưng mà chưa bao giờ họ bắt mình sống tiếp với ước mơ của họ ấy. Họ cho mình được tự do lựa chọn ước mơ của mình và cũng chưa bao giờ bắt mình là phải báo đáp hay gì. Cúi đầu là sách vở, ngẩng đầu là tương lai. Anh chẳng biết là
nào ấy. Nếu bạn cảm thấy mông lung và thiếu động lực để cố gắng, hãy nhớ rằng món đồ bạn thích rất đắt đỏ, người bạn thích rất ưu tú và thế giới rộng lớn đẹp đẽ đó như vậy, bố mẹ bạn xứng đáng được ngắm nhìn một lần. Ngay cả đứa bạn ghét cũng đang ngày đêm học tập, bạn còn mặt mũi nào mà nằm trên giường chơi điện thoại. Và vào một ngày của 30 năm sau, bạn bước vào một căn nhà chật chội, bước lên một chiếc xe cũ kỹ, cuộc sống của bản thân cũng không tự quyết định nổi. Nếu không muốn một tương lai như vậy, hiện tại bạn phải nỗ lực ra sao, bạn hiểu chứ? Mình không phải là nhân vật chính trong câu chuyện của những người khác. Mình là nhân vật chính trong câu chuyện cuộc đời của chính mình. Nếu mà người khác không thích mình ấy, thì đó là chuyện của họ, không phải chuyện của mình. Mình đâu thể thay đổi những suy nghĩ trong đầu họ được. Mình cứ sống tốt. Đều giống như một tòa tháp cao lớn và kiên cố. Muốn đặt chân đến đỉnh tòa tháp đó, chúng ta phải chấp nhận thử thách và leo lên đó bằng tất cả sức mạnh mà mình có. Nếu ai đó nói với tôi rằng tôi không thể làm được, thì tôi sẽ mỉm cười và tiếp tục làm công việc mà tôi đang làm, bởi tôi tin rằng mỗi ngày tôi đều tiến bộ hơn, mỗi ngày lại gần hơn với đỉnh vinh quang. Hãy tự truyền thêm động lực cho chính bản thân mình, bởi vì không cần biết kết quả sắp tới sẽ như thế nào, nhưng các con sẽ làm hết sức khả năng của mình. Sao đi nữa thì con cũng phải kiên trì, phải vững vàng, tuyệt đối không được bỏ cuộc. Vì bỏ cuộc là thất bại. Thế nên đừng bao giờ dừng lại sự cố gắng. Mình biết là chúng mình phải luôn biết đủ, vì cứ lúc nào cũng cứ muốn hơn như thế, không bao giờ là đủ thì không hạnh phúc ấy. Nhưng mà biết đủ không có nghĩa là dừng lại, biết đủ không có nghĩa là dẫm chân tại chỗ. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác. Oh,
hết sức trong khả năng của mẹ chỉ để mình có nhiều sự lựa chọn hơn đối với cuộc đời mà mình mong muốn. Cuộc đời mình muốn là gì thì đó là việc của mình, và mẹ mình chưa bao giờ bắt là mình phải đi theo một cái kiểu cuộc đời nào ấy. Cả gia đình mình đã nuôi mình bằng tất cả sự yêu thương, sự hy vọng và cả ước mơ nữa. Nhưng mà chưa bao giờ họ bắt mình sống tiếp với ước mơ của họ ấy. Họ cho mình được tự do lựa chọn ước mơ của mình. Và cũng... Không lẽ cậu thi đấu thua thì chứng tỏ cậu là kẻ yếu hay sao? Một người mạnh thật sự là sau khi vấp ngã vẫn có thể đứng lên lại và tiếp tục đi. Chỉ có kẻ yếu mới ngồi yên.